Quý vị và các bạn thân mến, đến Đà Lạt, ngoài khoảng thời gian đi thưởng lãm hoa, khám phá những khu du lịch, thì thời gian rảnh rỗi, du khách cũng sẽ tìm đến những không gian cà phê xinh xắn để vừa hít thở không khí trong lành của cao nguyên Đà Lạt, vừa thư giãn tiếp tục hành trình. Sau đây, mời quý vị cùng đến với cà phê An Nhiên ở phố núi. Tọa lạc trên một ngọn đồi cao của thành phố, An Nhiên cà phê hiện hữu cùng một nét ấn tượng riêng có của mình. Với mong muốn khơi dậy tối đa những vẻ đẹp vốn có của thành phố cao nguyên, chủ nhân nơi đây đã từng dùng vị trí đắc địa với lối kiến trúc bán cổ điển kết hợp cùng không gian mở, giúp cho thực khách dù lựa chọn không gian ấm cúng bên trong hay thoáng đãng bên ngoài, đều có dịp được hòa mình với quang cảnh thiên nhiên núi rừng trùng điệp và tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ nơi đây. Sự kết hợp hài hòa giữa con người với thiên nhiên, đất trời sẽ mang đến cho người ghé thăm cảm nhận về một cuộc sống thanh tao, an nhiên và rất đỗi thanh bình. Đến quán cà phê An Nhiên này thì mình trở lại hôm nay là lần thứ hai. Thì lần đầu mình đến thì cái cảm giác cũng giống như lần này, tức là nó rất là tuyệt vời. Cái quán An Nhiên này nó đậm chất Đà Lạt. Các bạn thấy là cách bài trí nó rất là tây. Và tôi nghĩ là người chủ quán này phải có một cái chiều sâu về cảm nhận và cũng như là đi rất là nhiều nơi để có một cách bài trí nó vừa mang tính cổ điển nhưng mà cũng rất là hiện đại. Và nói thêm về cà phê thì rất là tuyệt vời, tại vì là tôi nghĩ là đây là một cái quán mà các bạn có thể cảm nhận được cái hương vị cà phê cao nguyên đúng chất. Điểm nhấn độc đáo và khác biệt tại An Nhiên Cà Phê mà có lẽ dường như tại Đà Lạt lâu nay hiếm, đó là một không gian riêng biệt dành cho việc đọc sách và thiền định. Nhâm nhi một tách trà nóng, đọc một cuốn sách hay, chiêm nghiệm những chân lý của cuộc đời giữa một không gian tĩnh lặng, phảng phất chút mộc hương, mang đến một cảm giác vô cùng thư thái, tự tại, giúp cho mọi người được tìm lại chính mình và quên đi những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Chúng tôi chọn có nghĩa là an nhiên trong an nhiên tự tại, là để mọi người có thể đến đây để hưởng một cái góc thật Đà Lạt. Và chúng tôi muốn mọi người sống chậm lại, mọi người có thể đến đây để đọc sách và ngồi tĩnh tâm. Trà ngoài cái việc mà giúp cho chúng ta sảng khoái, tỉnh táo, thì nó còn là một cái phương thuốc rất là kỳ diệu cho sức khỏe của con người. Đến với An Nhiên Cà Phê, Trà và Thiền, thực khách dường như được lạc vào một thế giới khác, hòa mình vào không gian và thời gian, cảm nhận trọn vẹn những cung bậc cảm xúc và nạp đầy năng lượng trước khi trở về với thực tại. Tin rằng, cùng với những địa điểm du lịch khác, An Nhiên Cà Phê, Trà và Thiền sẽ là một dấu chấm phá ấn tượng cho bức tranh đầy quyến rũ, nên thơ của thành phố cao nguyên sương mù. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng phát sóng dành cho chương trình du lịch cuối tuần do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thực hiện cũng đã hết. Với những thông tin và điểm đến mà chúng tôi vừa giới thiệu, hy vọng rằng quý vị sẽ lựa chọn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là một trong những điểm đến cho chuyến hành trình của mình. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Hải Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.